Chào các bạn trở lại kênh của Khải Toàn. Video này Khải Toàn hướng dẫn cách đo tọa độ và phân cung mặt bằng nhà, là một video liên kết với các video hướng dẫn tự xem phong thủy nhà theo huyền không phi tinh. Các video này lập quẻ từ 8 hướng 24 sơn trên la bàn. Khải Toàn trợ duyên cho những ai có đam mê học thuật để tiếp cận phong thủy chân chính, muốn cải biến vận trình. Tiện đây, Khải Toàn gợi lại cho các bạn về ý nghĩa phong thủy chân chính. Phong thủy giúp thay đổi khí trường, là một phương tiện giúp cho công danh tài lộc cải thiện, nhưng không thể thay đổi được luật nhân quả. Có nghĩa rằng nếu các vị dụng đúng thì phong thủy giúp thay đổi từ 3 đến 4 phần, 6-7 phần còn lại phụ thuộc vào phúc đức đã tích tụ trong quá khứ. Quan niệm xưa cũ của người Việt thường áp dụng câu hướng nhà hợp tuổi. Quan niệm này có thể xuất phát từ thuật Bát Trạch. Hướng nhà hợp tuổi là một yếu tố trong cả trăm yếu tố tốt xấu khác nhau, các bạn đừng vội lưu tâm. Khải Toàn xin phép không đề cập về Bát Trạch, không có ý tốt xấu về thuật này, vì mỗi người dùng loại thuốc riêng cho mỗi loại bệnh của mình. Nếu chỉ tính hướng, ta chỉ có vỏn vẹn 8 hướng thì không thể nào có sự chính xác cao như 24 sơn. 8 hướng có 24 sơn, tức là mỗi hướng có 3 sơn, mỗi sơn trong phạm vi 15 độ, lệch 1-2 độ có thể ra cách cục quẻ khác nhau. Vì thế, ngoài hướng nhà còn phải tính cả chính xác tọa độ của ngôi nhà, hình dạng ngôi nhà, tầm nhìn trước mặt, nhà bên trái, nhà bên phải và cả sau lưng. Đây là hình thể. Tính thêm số nhà, bố cục các phòng của nhà, thời điểm xây nhà, thời vận của ngôi nhà. Vì thế, khái niệm hướng nhà hợp tuổi đối với Khải Toàn không nhiều giá trị. Có thể nói, giá trị lớn nhất trong phong thủy tốt của một ngôi nhà chính là tâm tính thiện lành và hòa khí của những người sống trong căn nhà. Đầu tiên các bạn xác định hình dạng ngôi nhà, đo khoảng cách và đứng giữa chiều ngang của ngôi nhà. Sau đây là các ví dụ nhà phố và nhà căn hộ. Ví dụ trong hình này ở nhóm A, đây là ba ngôi nhà có cách cục vuông vắn, nhà tốt nên là nhà vuông vắn. Ở hình A1, chiều ngang 5m, chính giữa tức là 2.5m. Ở hình A2, chiều ngang 10m, chính giữa là 5m. Hình A3 15m, chính giữa là 7m rưỡi. Ở nhóm B, hình B1 và B2 đều là nhà thiếu góc, nhà thiếu góc không phải là nhà tốt. Ở hình B1, phía trước 4m, phía sau 6m, nên chính giữa chiều ngang ngôi nhà phải là 3m. Tương tự hình B2 cũng vậy. Ở nhóm C, nhà bị xéo. C1, phía trước 5m, phía sau 8m, chính giữa ngôi nhà phải là 4m. Tương tự hình C2, ở giữa nhà là 3m. Với hình C3, ngôi nhà là một phần trong cả mảnh đất. Nếu xung quanh mảnh đất có tường rào, vẫn phải lấy cả diện tích mảnh đất này. Ví dụ diện tích chiều ngang của nhà là 6m nhưng mảnh đất là 8m thì vẫn tính là chiều ngang 8m, ở giữa là 4m nơi đứng đo tọa độ. Khải Toàn xin nhắc lại, sau khi xác định tổng chiều ngang của ngôi nhà, ta đứng ngay chính giữa của diện tích. Ví dụ hình A1 ta đứng ngay 2.5m, hình B2 ta đứng ngay 3m. Vị trí đứng là bên ngoài ngôi nhà, cách nhà tầm 2 đến 3 bước chân, mặt hướng ra đường, giống như hình minh họa này. Đứng ngay ngắn, dùng la kinh hoặc la bàn trên điện thoại để lấy tọa độ nhà. Đây là bước quan trọng đầu tiên để lập theo quẻ huyền không phi tinh. Các bạn lưu ý, la bàn trên điện thoại có tính chính xác tương đối. Khi dùng la kinh hoặc la bàn trên điện thoại để đo tọa độ, chú ý xung quanh, tránh nhiều vật có kim loại, nhằm hạn chế nhiễu từ. Ví dụ như gần xe máy, gần ô tô, thậm chí hai điện thoại để gần nhau cũng có thể gây nhiễu loạn. Còn đây là hình minh họa của căn hộ,
ở nhóm A, nhà này được xem là nhà vuông vắn. Ở điểm đỏ đầu tiên trên góc nam là hướng ban công. Ở điểm đỏ ở hướng bắc là hướng cửa. Ta lấy tọa độ từ hướng cửa. Ở nhóm B là các nhà bị thiếu góc. Ta vẫn phải lấy tổng chiều ngang của ngôi nhà chia đôi để xác định vị trí đứng. Với nhà căn hộ, khi lấy tọa độ để lập quẻ huyền không phi tinh có phần phức tạp hơn. Từ tầng trệt đến tầng 5, ta dùng tọa độ của cả tòa nhà, tức là từ tầng 5 trở xuống. Để xác định tọa độ, ta cần xác định cửa chính của cả tòa nhà. Nếu tòa nhà có nhiều cửa vào thang máy, hãy xác định cửa nào là cửa chính, cửa nào là cửa phụ. Từ tầng 6 trở lên, ta dùng cửa chính của chính căn hộ để xác định tọa độ. Thông thường với phong thủy nhà căn hộ chung cư, trước tiên ta chú trọng về hình thể, tức là loan đầu, kết hợp với hậu thiên bát quái. Hậu thiên bát quái mỗi phương vị đại diện cho một thành viên trong gia đình. Ví dụ, người cha đại diện cho Tây Bắc, người mẹ đại diện cho Tây Nam, con trai lớn đại diện cho hướng Đông. Ví dụ, con trai lớn khuyết mộc kỵ kim, tìm ra hướng Đông tăng cường mộc. Tiếp theo là xét theo quẻ huyền không phi tinh. Cuối cùng là vận dụng cử cung phi tinh, dựa theo sự di chuyển của chính sao ở mỗi năm để bài trí phù hợp. Sau bước xác định tọa độ nhà, Khải Toàn hướng dẫn lấy tâm của ngôi nhà. Các bạn lấy giấy vẽ mặt bằng ngôi nhà theo hình minh họa này. Để lấy được tâm của ngôi nhà, ta kẻ chéo hai góc. Trong hình minh họa này, điểm A là nơi đứng lấy tọa độ, điểm B là tâm của ngôi nhà, tức là chính giữa chiều ngang và chiều dài của ngôi nhà. Có thể thêm một bước nhỏ là chia nhà ra 9 ô, lấy chiều ngang chia 3, chiều dọc chia 3. Như trong hình minh họa này, hình bên trái có 4 chấm đỏ. Để phân cung ngôi nhà theo cách trực quan nhất có thể, các bạn lên Google tìm từ khóa thầy Khải Toàn, vào website tìm một xem phong thủy, tải hình này về và in ra. Sau đó lấy kéo cắt viền đỏ và đục một lỗ ngay tại điểm giữa, ngay tại tâm của hình. Dùng một cây bút đâm vào điểm đen này, canh đầu bút chính giữa tâm của ngôi nhà, tức là điểm B của hình vẽ hồi nãy. Xoay la bàn trên giấy trùng với tọa độ của ngôi nhà và dừng lại. Tiếp theo ta dùng một cây bút khác đánh dấu 8 điểm phân cách giữa 8 hướng. Đánh dấu lên bản vẽ của mặt bằng nhà, tức là đường lai màu xanh trên hình la bàn giấy. Sau đó lấy thước kẻ các điểm đối lập với nhau, ta sẽ có được kết quả tương tự như hình minh họa này. Lấy được tọa độ ngôi nhà, vẽ được mặt bằng nhà và phân cung được ngôi nhà là bước cần thiết đầu tiên. Phần quan trọng nhất là xác định được trạch cát. Để xác định được thời điểm ngôi nhà đắc lệnh và thất lệnh, tức là khoảng thời gian tốt xấu của mảnh đất, lúc này phải tính toán đến lý khí của ngôi nhà. Vì vậy, sơn hướng vừa là không gian vừa là loan đầu, thời gian là lý khí. Muốn tìm thời gian cát hung của một ngôi nhà, ta có các phương pháp sau đây. Một, tìm ra tọa và hướng, tức là tọa độ. Ví dụ 180 độ ta gọi là tý sơn ngọ hướng. Bước 2, thời điểm xây nhà hoặc dọn vào ở tính theo tam nguyên cũ vận. Ví dụ vận 8 từ 2004 cho đến 2023, cứ 20 năm là một vận. Từ năm 2024 trở đi sẽ bước qua vận chính. Bước 3, tìm ra vận hiện tại. Ví dụ trước năm 2023 vẫn là vận 8, từ năm 2024 sẽ qua vận chính. Ví dụ nhà mới xây hoặc dọn vào ở trước năm 2023, quẻ nhà vẫn là ở vận 8. Qua năm 2024, quẻ nhà vẫn không thay đổi, vẫn tính theo vận 8. Để tính theo vận mới, ta có 3 cách sau đây. Thứ nhất, nhà sửa trên 1/3 ngôi nhà.
Thứ hai, nhà bỏ trống trên 60 ngày. Thứ ba, có chủ mới dọn vào ở. Ví dụ, một ngôi nhà xây và ở trước 2023 vẫn là ở vận 8. Sau 2024, có người mới dọn vào ở thì mới tính vận 9 và lập quẻ theo vận 9. Nói cách khác, thời điểm ta dọn vào nhà đó ở là ngày tháng năm sinh của ngôi nhà này. Nếu bước qua vận mới, ta tìm trên tinh bàn nơi phi tinh đương lệnh để bài trí phù hợp. Ở vận 8 nơi có số 8 tốt thì ở vận 9 nơi có số 9 là tốt. Số 8 đã là sao quá khứ. Video này Khải Toàn xin phép không bàn luận sâu về tam nguyên cửu vận. Mục đích chính là chia sẻ với các bạn cách lấy tọa độ phân cung bố cục nhà. Ngoài ra các bạn nên tìm hiểu thêm về khái niệm xuất quái hay là đại không vong. Xuất quái còn gọi là đại không vong, tức là tọa độ cứng ngay tâm của hai hướng lớn, hoặc là cộng trừ hai độ. Theo hình minh họa này, 202 độ là bị xuất quái vì cấn giữa hướng nam và tây nam. Tọa độ nằm trong 12 con giáp được xem là tốt. Chính hướng là đúng ngay số độ hoặc là cộng trừ 3 ở 24 sơn. Ví dụ 180 độ là chính ngọ. 177 cho đến 183 vẫn là chính hướng. Về quẻ khiêm là tính từ giữa mỗi sơn có số độ cộng trừ trên 4. Ví dụ 184 là quẻ ngọ khiêm đinh. Chính hướng là thuần khí, khiêm không tốt bằng, nhưng không sao cả vì còn rất là nhiều yếu tố khác hợp thành. Trên các website của Khải Toàn đã có bài viết cho 24 sơn hướng theo huyền không vi tinh. Nay Khải Toàn làm thêm các video hướng dẫn tất cả các quẻ huyền không phi tinh, hướng dẫn chi tiết theo từng quẻ. Huyền không phi tinh luận về lý khí, nhưng các bạn nên tìm hiểu về loan đầu, tức là hình thể. Khải Toàn chú trọng hình thể không kém gì lý khí. Các bạn có thể tìm mua sách phong thủy hoặc là xem các video trên kênh YouTube của Khải Toàn. Cũng có thể cân nhắc bỏ ra một ít phí để đăng ký nhóm học online. Học bằng phương tiện nào thì các bạn cũng cần bỏ ra thời gian cũng như niềm say mê học thuật của chính bản thân mình. Bí quyết học phong thủy của Khải Toàn khá đơn giản. Thứ nhất, khi chưa hiểu phần nào sẽ lướt qua phần tiếp theo, sau đó đọc hoặc là xem lại các phần chưa hiểu. Thứ hai, niềm say mê học thuật. Thứ ba, học với tâm thái giúp người và giúp bản thân. Điều quan trọng nhất, không nên quá thần thánh vào học thuật, không khéo bị kéo vào vòng luẩn quẩn và tự trách bản thân vì sao học nhiều dụng nhiều mà kết quả không như mong muốn. Những vị có thâm niên nghiên cứu về phong thủy nhưng chưa thể cải biến được cuộc sống của chính mình là do đâu? Phần đầu video Khải Toàn có nhắn nhủ phong thủy không phải bản năng, phong thủy không thay đổi được luật nhân quả, chỉ có sự tu tâm dưỡng tánh, lòng giúp người mới có thể cải biến được cuộc sống tốt nhất. Nói cách khác, quá khứ gieo nhân lành, hiện tại tâm trí an tịnh, dùng thuật số mới ứng nghiệm cao. Để thoát khỏi nghiệp lực và giúp tâm an tịnh thì thiền định là phương tiện gần gũi nhất cho con người có thể dùng được. Dùng thiền để tu tâm dưỡng tánh là chìa khóa đầu tiên để tiếp thu phong thủy chân chính hiệu quả nhất. Khải Toàn dành một ít lòng thành của mình để trợ duyên cho các vị yêu thích phong thủy học, xem và tự nghiên cứu. Khải Toàn chỉ trợ duyên một phần, 99 phần còn lại là do phước phần và sự cố gắng của mỗi người. Mời các bạn đón xem tất cả các quẻ huyền không phi tinh trên kênh YouTube của Khải Toàn. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.